Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn là cách ngâm cà pháo chua, ngọt, trắng, giòn và không có bị đen. Và để làm được món này thì ở đây mình có chuẩn bị là 800g cà pháo và một trái chanh khoảng là 70g. Trái chanh này là mình dùng để sơ chế. Và 100ml nước mắm, 500ml nước lọc, 100ml nước giấm. Đường cát là mình dùng là 250g. Đường này là mình dùng là đường cát màu vàng nè các bạn. Một muỗng canh muối. Phần muối này là để chút nữa mình sơ chế, rồi để cho cái nước nó có cái màu đỏ đẹp đó, thì mình dùng là một muỗng canh bột ớt Hàn Quốc, hoặc là các bạn dùng là bột ớt khô. 100g ớt tươi. 100g này là mình dùng là vừa ớt sừng và ớt hiểm luôn. Nếu như gia đình mình ăn không được cay thì các bạn dùng là hoàn toàn là ớt sừng hết. 60g củ tỏi và một củ ghiền là 70g. Rồi như vậy là phần nguyên liệu đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nước để mình cắt cuốn cà pháo mình cho vào đây mình ngâm. Mình dùng là khoảng là 1 lít nước và mình cho một muỗng canh muối hột vào đây. Quậy cho nó tan ra. Rồi trái chanh là mình cắt ra làm 4 rồi mình vắt vào đây hết. Cho cái vỏ vào đây luôn. Bây giờ mình sẽ đi cắt cuốn cà pháo mình cho vào đây. Cà pháo thì các bạn cắt bỏ cái phần cuốn nè. Còn cái rúng cà pháo thì các bạn cắt bỏ cũng được nè. Và mình không cắt cũng được luôn. Trái nào nhỏ thì mình cắt làm 2. Còn trái nào lớn thì các bạn cắt làm 3 nè. Rồi mình cắt từ từ đến khi nào cho nó hết phần cà pháo này luôn. Các bạn cắt ra mà các bạn không ngâm nước thì phần cà pháo này nó đen thui nè. Hồi nãy mình cầm mình cắt thôi là nó dính tay đen thui luôn đó các bạn. Rồi phần cà này thì các bạn dùng là cái rổ mình đè nó xuống nè. Đừng cho nó nổi lên mặt. Nó nổi lên mặt nước là nó bị đen. Bây giờ mình sẽ đi nấu phần nước ngâm. Cho vào đây là 500ml nước lọc, 100ml nước mắm và 100ml nước giấm luôn. 250g đường cát. Rồi mở bếp nấu cho phần này nó sôi lên. Rồi khi phần nước này nó sôi lên nè các bạn, mình nấu với bức lửa nhỏ nhỏ thôi ha. Và mình để cho nó sôi khoảng là 2 phút cho nó bay bớt đi cái mùi giấm đó. Rồi mình tắt bếp. Rồi tiếp theo là mình nấu cái phần nước để rửa cà pháo. Mình dùng là 1 lít nước. Rồi mình cho vào đây là một muỗng canh muối hột. Giấm thì mình cho vào đây là một giá canh nè các bạn. Tương đương với là khoảng 100ml nước giấm đó. Nấu cho cái phần nước này nó sôi thật sôi lên. Rồi mình tắt bếp. Và phần nước này thì mình cũng chờ cho nó nguội hẳn luôn rồi mình mới rửa cà pháo. Và trong thời gian mình chờ đợi phần nước ngâm và nước rửa cho nó nguội hẳn thì bây giờ mình sẽ đi cắt nhỏ phần tỏi, gừng và ớt. Toàn bộ củ ghiền, tỏi và ớt thì ba phần này mình băm nhỏ ra hết. Rồi ba phần này thì mình đã băm nhỏ xong rồi, mình cho vô cái tô đi ha, để chút nữa mình cho vô phần nước ngâm. Khi nào phần nước rửa cà pháo và nước ngâm nó nguội hẳn đó, thì bây giờ mình sẽ đem cà pháo này đi rửa sạch. Bây giờ mình sẽ đem đi mình rửa sạch với nước ha. Phần này thì mình rửa khoảng là 1-2 nước cho nó sạch hẳn luôn. Cà pháo mà mình để chìm ở dưới nước thì nó trắng tươi nè các bạn. Khi mà mình để trên khô là khoảng 5 phút sau là nó đen thui lại à. Cho nên là phần này thì nếu như mình đem đi ngâm liền thì phần này mình phải để cho khoảng là 10 phút cho nó khô hẳn cái phần nước này rồi mình mới đem đi ngâm. Nhưng mà làm như vậy thì mất thời gian nè. Và cà mình nó cũng bị đen nữa. Cho nên là phần cà pháo này mình đem mình rửa lại với phần nước hồi nãy mình nấu để dành rửa cà pháo đó.
mình rửa lại cái nước này nè. Cho cái phần cà pháo này mình để khoảng ráo nước khoảng là 2 phút thôi. Lỡ mà nó còn sót nước lại thì nó cũng không có sao ha, vì cái phần nước này mình đã nấu sẵn rồi. Và phần này thì mình để khoảng 2 phút thôi là mình đi ngâm được rồi. Rồi bây giờ cái phần nước ngâm nó đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ cho củ riềng, tỏi và ớt cắt nhỏ vào đây. Một muỗng canh bột ớt nè, mình cho vào đây luôn để cho nó có màu đẹp. Trộn đều lên xong hết á là bây giờ mình sẽ cho phần cà pháo vào đây. Cà pháo này thì nãy giờ mình để được khoảng là 2-3 phút rồi đó. Cho hết phần cà pháo vào thì bây giờ mình trộn đều để cho nó thấm rồi mình mới cho vào hũ. Rồi ở đây là mình dùng là hai cái keo sạch nè. Keo này thì tuyệt đối là nó không có dính nước ha, cho nó khô ráo hẳn hoàn toàn luôn. Rồi múc cà pháo vào. Cà pháo ngâm chua ngọt này thì ăn rất là ngon. Nó có cái độ giòn mà nó chua chua ngọt ngọt, ăn ghiền luôn đó các bạn. Rồi mình dùng túi nước nè. Cái nước này là cái nước ngâm đó các bạn. Mình cho vô, lỡ nó có xì hoặc là nó trào nước á, thì nó cũng không có bị hư. Phần cà này mà nó nổi lên mặt nước là nó đang thui à. Cà pháo ngâm chua ngọt này thì mình để 2 ngày nè là mình ăn được rồi. Và trong 2 ngày này thì các bạn để bên ngoài nhiệt độ phòng thôi, mình đừng có cho vào trong ngăn mát tủ lạnh ha. Khi nào mà cà này nó thấm thơm lên rồi thì mình mới cho vào trong ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản. Rồi sau 2 ngày mình ngâm rồi, cà lúc này nó thấm thơm rồi đó các bạn. Lúc này mình dở ra thôi là nghe cái mùi nó dậy lên, cái mùi rất là thơm luôn rồi. Cà muối chua ngọt này thì ăn rất là ngon, ăn giòn rụm luôn và nó có cái độ chua chua ngọt ngọt. Rồi khi nào mình ăn là mình múc ra, phần còn lại là mình phải dằn túi nước lên ha, đừng để cho nó bị đen. Rồi để mình dùng thử một miếng nè. Mình xin mời các bạn. Cà ăn giòn gụm luôn nè. Và nó có cái độ chua chua ngọt ngọt. Và rất là thơm mùi tỏi, riềng và ớt luôn. Rồi như vậy là cách ngâm cà pháo chua ngọt của mình đến đây đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi hết phần video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.